Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì khai giảng lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ công tác chính quyền Thủ đô Viêng Chăn Lào năm 2024. Tham dự buổi lễ có đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Viêng Chăn và Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, sau khi tổ chức thành công lớp thứ nhất dành cho cán bộ khối Đảng đoàn thể đối với 31 đồng chí trong tuần vừa qua, được sự thống nhất của lãnh đạo thành ủy Hà Nội và thành ủy Viêng Chăn, thành ủy Hà Nội tiếp tục tổ chức lễ khai giảng cho lớp thứ hai đào tạo bồi dưỡng cán bộ khối chính quyền của thủ đô Viêng Chăn, Lào. Mục đích của các khóa bồi dưỡng là nhằm giúp cán bộ của thủ đô Viêng Chăn tăng cường nghiên cứu, tìm hiểu về kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Thông qua khóa bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thủ đô Viêng Chăn đáp ứng yêu cầu phát triển góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai thủ đô trong tình hình mới. Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả tốt, phòng bí thư thường trực thành ủy đề nghị các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội và Viêng Chăn phát huy những kết quả tốt đẹp của lớp thứ nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành tổ chức lớp học. Trong quá trình học tập, các đồng chí học viên, các báo cáo viên, giảng viên sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi làm rõ những vấn đề cần quan tâm, tạo không khí thoải mái, thấm tình đoàn kết, hữu nghị. Trong 12 ngày học tập từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024 tại khách sạn Thăng Long Opera, các học viên sẽ nghiên cứu trao đổi những kiến thức bổ ích, kỹ năng kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính quyền, kinh nghiệm về quản lý nhà nước, một số lĩnh vực, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử.